Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trên kênh YouTube Báo Dân Việt, cập nhật thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội. Mở đầu bản tin ngày hôm nay liên quan đến vụ xét xử cựu bí bì thư Bình Dương. Có câu đời cha ăn mặn đời con khát nước. Đây có lẽ là câu nói đúng nhất với trường hợp của chị Nguyễn Thục Anh, con gái của đại gia Nguyễn Văn Minh sẽ phải chịu tội thay ba mình. Chị bị quy kết giúp bố tham ô và trực tiếp chiếm đoạt 200 tỷ đồng vì thay cha đứng tên 51% cổ phần rồi sau đó ký hợp đồng liên quan đến chuyển nhượng cổ phần. Chiều 23 tháng 8, các bị cáo bị truy tố về tội tham mô tài sản xảy ra tại Tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương được quyền tranh luận với đại diện viện kiểm sát. Theo đó, bị cáo Nguyễn Thục Anh, con gái bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch công ty sản xuất xuất nhập khẩu mong tòa xem xét lại vai trò của mình, cũng như xác định lại số tiền bà bị quy kết tham ô. Theo cáo trạng, Thục Anh là chủ tịch, nắm 51% cổ phần công ty phát triển. Doanh nghiệp này góp vốn vào công ty Tân Thành. Tân Thành có tổng trị giá hơn 783 tỷ đồng, tương ứng hơn 16.000 đồng một cổ phần và Nguyễn Văn Minh biết rõ điều này. Tuy nhiên do cần tiền giải quyết các vấn đề tài chính cá nhân, nên năm 2018, bị cáo Minh chỉ đạo công ty sản xuất xuất nhập khẩu mua cổ phần của công ty Tân Thành. Giá mua bán thay vì 16.000 đồng một cổ phần như thực tế được nâng lên thành hơn 105.000 đồng một cổ phần. Qua đây, nhóm Nguyễn Văn Minh tham ô hơn 815 tỷ đồng của công ty sản xuất xuất nhập khẩu đại diện viện kiểm sát cáo buộc trong hành vi tham mô, Thục Anh trực tiếp chiếm hưởng 200 tỷ đồng nên đề nghị tòa tuyên bị cáo này từ 3 đến 4 năm tù. Năm 2018, Kim Min Jun hợp tác kinh doanh đèn LED xuất xứ Hàn Quốc với ông LHP, ngụ quận 10, giám đốc công ty TT. Sau nhiều lần làm ăn chung, cả hai tỏ ra thân tình. Ngày 3 tháng 7 năm 2018, Kim Min Jun đến nhà ông P mượn chiếc ô tô mercedes của ông P để chở con đi Vũng Tàu chơi. Sau khi đến Vũng Tàu, Kim Min Chun đem xe ông P đi cầm được 1.200 đô, đem đi đánh bạc hết không thấy Kim Min Chun trả xe, ông P gọi điện cho nhân viên của mình, thì được biết Kim Min Chun đã lừa nhân viên của ông P lấy thêm chiếc xe hiệu Isuzu D-Max mà ông P để ở công ty, đem đi cầm cố được 200 triệu đồng, sau đó bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận thông tin, điều tra nhận thấy dấu hiệu phạm tội, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Kim Min Chun. Tuy nhiên, Kim Min Chun đã bỏ trốn. Ngày 13 tháng 11 năm 2019, Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã Kim Min Chun. Sau 4 năm lẩn trốn, ngày 23 tháng 8 năm 2022, Kim Min Chun đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện bắt giữ. Cụ thể, căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trương Mỹ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyến về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ vụ án, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 8 khi công an huyện Trương Mỹ nhận được tin báo từ bệnh viện đa khoa huyện Trương Mỹ về việc phát hiện bắt quả tang đối tượng nữ nghi ngờ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện. Ngay khi nhận tin báo, công an huyện đã phối hợp viện kiểm sát nhân dân huyện Trương Mỹ đến hiện trường tổ chức xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng là Nguyễn Thị Tuyến, sinh năm 1989, trú tại thôn Trung Tiến, xã Thủy Hương, huyện Trường Mỹ, Hà Nội, hiện đang làm việc tại một công ty sản xuất đồ chơi trẻ em trên địa bàn. Tại cơ quan điều tra, Tuyến khai nhận quá trình làm việc tại công ty, đối tượng quen biết một chị đồng nghiệp, biết chị này không có con và đang muốn tìm nhận con nuôi. Do đang thiếu tiền nên Tuyến đã nghĩ đến việc chiếm đoạt cháu bé sơ sinh, mang về cho chị đồng nghiệp nuôi với hy vọng nhận được tiền bồi dưỡng cảm ơn của chị này. Thực hiện kế hoạch, tối ngày 19 tháng 8, Nguyễn Thị Tuyến đã điều khiển xe mô tô đến Bệnh viện Đa khoa huyện Trương Mỹ. Sau khi gửi xe, Tuyến vào khoa phụ sản tầng 2 tòa nhà C của bệnh viện. Khi đi qua phòng số 205, phòng sau sinh, Tuyến phát hiện trong phòng có hai cháu bé sơ sinh cùng hai sản phụ và người thân của gia đình, không có nhân viên y tế trực ở đó. Để tiện việc chiếm đoạt cháu bé, Tuyến quay ra khu vực cổng bệnh viện mua một áo blue màu trắng của nhân viên y tế và một chiếc cặp nhiệt độ. Tuyến mặc áo blue giả làm nhân viên bệnh viện rồi quay lại phòng số 205 vờ khám cho một cháu bé sơ sinh, bảo cháu bé bị vàng da và yêu cầu người nhà bế cháu bé theo tuyến lên tầng 3 để khám bệnh. Khi lên đến tầng 3, gần khu vực phòng mổ, Tuyến bảo người nhà cháu bé chờ bên ngoài, còn mình bế cháu bé đó vào bên trong. Tại đây, Tuyến gặp phải một bác sĩ chuyên khoa sản. Vị bác sĩ này thấy Tuyến mặc áo nhân viên y tế nên đã hỏi một số nội dung, nhưng Tuyến không trả lời được. Nghi ngờ Tuyến giả mạo nhân viên y tế nên bác sĩ đã yêu cầu Tuyến cùng người nhà cháu bé xuống khoa phụ sản để xác minh thông tin. Lúc này Tuyến biết mình bị phát hiện nên bỏ chạy nhưng đã bị nhân viên bảo vệ bệnh viện giữ lại và trình báo công an huyện Trương Mỹ. Ngày 23 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra tung tích hai thi thể đã phân hủy hoàn toàn, được phát hiện tại khu vực rừng thuộc xã Đắc Rông, huyện Ca Bang. Trước đó vào ngày 22 tháng 8, một số người dân của huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai trong lúc hái măng tại khu rừng thuộc xã Đắc Rông, huyện Ca Bang, giáp danh với xã Hiếu, huyện Con Plong, tỉnh Con Tum thì phát hiện hai thi thể chưa xác định được giới tính, nằm trên hai chiếc võng đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương khô, quần áo mục nát. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều vật dụng như ba lô, đèn pin, bật lửa và một số tư trang cá nhân. Các cơ quan chức năng nhận định nạn nhân chết trước đó khoảng từ 7 đến 8 tháng, khả năng là người địa phương khác đến. Được biết, thời gian qua trên địa bàn huyện Ca Bang không có trường hợp nào gia đình thông báo mất tích đến các cơ quan chức năng. Dọc theo lưu vực sông Phú Thọ, khu vực giáp danh giữa hai xã Nghĩa An và Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân sử dụng kích điện để đánh bắt cá. Khi nước thủy triều sông Phú Thọ dâng, các loài thủy sản ngược theo dòng chảy cũng là lúc một số người trèo xuồng ngang nhiên sử dụng kích điện để đánh bắt cá trên sự bức xúc của nhân dân địa phương. Thông thường khi sử dụng kích điện thì trong bán kính hơn 1 mét, tất cả các sinh vật dưới nước từ cá, cua, lươn, các sinh vật phù du đều bị điện giật sốc hoặc chết nổi trên mặt nước. Sau khi bị sốc chết, các loại sinh vật đều bị bắt, thậm chí cả trứng của các loài sinh vật dưới nước cũng bị hỏng. Đây là cách đánh bắt tận diệt khiến nguồn lợi thủy sản không thể tái tạo, ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, việc đánh bắt cá bằng kích điện còn rất nguy hiểm đối với người đánh bắt nếu máy kích gặp trục trặc dẫn đến giò điện hoặc người này và máy cùng ngã xuống nước. Thực tế, ở Quảng Ngãi cũng đã có nhiều vụ việc thương tâm người đi kích cá bị điện giật tử vong chính quyền xã nghĩa an thành phố quảng ngãi cũng thừa nhận việc sử dụng kích điện để đánh bắt thủy hải sản trên sông phú thọ diễn ra khá thường xuyên cả ban ngày và ban đêm đây là nguyên nhân trực tiếp làm cho nguồn hải sản ngày càng cạn kiệt ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhiều gia đình mưu sinh bằng các ngành nghề truyền thống đặc biệt tác động xấu đến công tác bảo vệ môi trường của địa phương Hành vi vi phạm pháp luật trong việc khai thác thủy sản bằng phương pháp kích điện này đã hỏi sự vào cuộc của các cấp ngành tỉnh Quảng Ngãi trong việc tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm. Chiều ngày 22 tháng 8, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Thạch, sinh năm 2001, ngụ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp để điều tra làm rõ hành vi giết người. Trước đó vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8, chị NTT sinh năm 2004, ngụ thị xã Tràng Bàng cùng nhóm bạn đến hát tại một cơ sở karaoke trên địa bàn thị xã Tràng Bàng. Sau đó Thạch đến hát karaoke cùng chị T. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày thì cả nhóm giải tán. Đến canh đông ấp Tràng Cỏ, xã Đôn Thuận, Tràng Bàng, giữa chị T và Thạch xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Tức giận Thạch lôi kéo chị T xuống dưới lòng canh đông rồi nhấn nước bạn gái. Thấy vậy, một số người dân chạy đến cứu, đưa Thạch và chị Tê lên bờ. Tuy nhiên, chị Tê đã tử vong do ngạt nước. Riêng Thạch bị thương được người dân đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Tràng Bàng. Qua điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định Thạch và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm yêu đương. Do nhiều lần níu kéo tình cảm của bạn gái bất thành, nên Thạch nảy sinh ý định giết bạn gái rồi tự tử. Liên quan đến vụ án sai phạm hoán đổi đất vàng 185 Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Vào sáng 23 tháng 8, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ án đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, 74 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương, Nguyễn Thành Tài, 70 tuổi, nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đồng phạm vì lý do sức khỏe của bị cáo. Sáng 23 tháng 8, tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh hoãn phiên xét xử phúc thẩm vụ sai phạm hoán đổi đất vàng 185 Hai Bà Trưng, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp 74 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương, Nguyễn Thành Tài 70 tuổi, nguyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đồng phạm. Tại phiên tòa sáng nay, hội đồng xét xử thông báo tình hình sức khỏe của bị cáo Diệp bị cáo Diệp qua thăm khám tại bệnh viện huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh, được bác sĩ chẩn đoán rối loạn tiền đình, đau thắt ngực, cao huyết áp, thoát vị địa đệm, trào ngực dạ dày, phải nhập viện để theo dõi và điều trị. Đồng thời luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Tài có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do đang tham gia phiên xét xử khác tại Hà Nội hội đồng xét xử cho biết phiên tòa đã mở lần thứ ba trước đó đã tạm hoãn hai lần và di rời xét xử một lần nhưng bị cáo diệp người kháng cáo kêu oan vì lý do sức khỏe không thể tham gia xét xử và các luật sư có đơn xin hoãn phiên tòa sau khi hội ý hội đồng xét xử đồng ý hoãn phiên tòa thời gian xét xử lại sẽ thông báo sau Trước đó, xét xử sơ thẩm tháng 11 năm 2021, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Thành Tài 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn 70 tuổi, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thành Rum 69 tuổi, nguyên giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 4 năm tù. 6 bị cáo nguyên là lãnh đạo cán bộ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm 6 tháng tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng xét xử tuyên thu hồi, xác lập lại quyền sử hữu nhà nước đối với nhà đất 185 Hai Bà Trưng và trả lại cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh, hoàn trả tài sản 57 cao thắng cho công ty Diệp Bạch Dương để giải quyết quan hệ thế chấp với Agribank. Sau phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp kháng cáo kêu oan, đề nghị trả tự do cho bị cáo tại tòa. Bị cáo Nguyễn Thành Tài kháng cáo xin được miễn trách nhiệm hình sự. Hai bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thành Rum kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với phần liên quan đến công ty. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank kháng cáo đề nghị sửa phần nội dung bản án liên quan đến tài sản năm Hai Bà Trưng thưa quý vị đến đây thời lượng dành cho bản tin đã hết chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những thông tin an ninh an toàn được cập nhật nhanh nhất từ quý vị cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại